Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 23 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự tối nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp giáo dục. Tình cảm của tuổi trẻ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua các trang mạng xã hội. Huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Bảo vệ các diện tích nhãn quả trước diễn biến của mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và là người ký ban hành nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Vì vậy, giáo dục đào tạo nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết được đánh giá là toàn diện, có nhiều đột phá trong việc chấn hưng nền giáo dục và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục Việt Nam, tác động sâu rộng tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Đến nay, sau 10 năm thực hiện nghị quyết 29, nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Đối với tỉnh Hưng Yên, những lần về thăm và làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm động viên lĩnh vực giáo dục đào tạo trong những lần về thăm. Năm 1998, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, khi đó trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã về thăm và làm việc tại Hưng Yên. Đồng chí đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Quốc Ân, thị xã Hưng Yên, thăm Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, Trường Năng khiếu Hưng Yên và Văn miếu Xích Đằng. Nhà giáo Nguyễn Khắc Hào, khi đó là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, người trực tiếp tháp tùng đoàn công tác, hiện vẫn còn lưu giữ những tấm hình chụp về chuyến thăm ngành giáo dục của đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhớ lại. Sau khi chúng tôi báo cáo về cái việc là cái mạng lưới giáo dục thiếu, cần phát triển cái số lượng, cần phát triển cái mạng lưới, thì đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói rằng là chúng ta vẫn phải tiếp tục phát triển mạng lưới. Nhưng phát triển mạng lưới phải trên cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó thì cần chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách, giáo dục kỹ năng cho học sinh. Ngành giáo dục cần phải khắc phục những hạn chế yếu kém để tiếp tục phấn đấu vươn lên, tăng cường chất lượng giáo dục. Và tỉnh thì cần phải, dù khó khăn thì vẫn phải đầu tư cơ sở chất giáo dục để giáo dục khắc phục được những khó khăn, đặc biệt là khắc phục được những khó khăn của một cái giáo dục thời kỳ mới tái lập tỉnh. Dường như là thông cảm với lại cái khó khăn của ngành giáo dục, dường như thông cảm với khó khăn của một tỉnh mới tái lập, thì tôi cảm nhận được cái sự ân cần, cái sự đồng cảm, cái sự chia sẻ, cái sự động viên của đồng chí Nguyễn Phú Trọng với tỉnh nói chung và với ngành giáo dục nói riêng. Gần đây nhất, năm 2021, nhân dịp Hưng Yên kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, phát biểu với Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hưng Yên là một vùng đất giàu truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo, là địa phương có nhiều bậc hiền tài, anh hùng, danh nhân văn hóa, nhiều danh tướng lẫy lừng trong lịch sử. Vì vậy, cùng với sự phát triển kinh tế, tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Thực hiện chỉ đạo, niềm mong mỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến nay toàn tỉnh có gần 10.000 phòng học, trong đó phòng học kiên cố cao tầng gần 10.000 phòng. Hiện có trên 400 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Hưng Yên là tỉnh thứ 8 của cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Hàng năm,
tỷ lệ học sinh tỉnh Hưng Yên tốt nghiệp trung học phổ thông luôn ngang bằng hoặc cao hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được duy trì, củng cố và ngày càng được nâng lên theo tinh thần đổi mới. Khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa nông thôn và thành thị được thu hẹp. Hàng loạt hình ảnh đại diện được đổi nền trắng đen, hàng ngàn status tức dòng trạng thái bày tỏ niềm tiếc thương với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Rất nhiều lượt chia sẻ về trang cá nhân của mình, những bài báo, những bức ảnh, những video về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là cách mà rất nhiều bạn trẻ đang thể hiện tình cảm, sự tôn kính của mình với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vị Tổng Tư lệnh của lòng dân. Hôm qua mưa khắp Việt Nam, trời thương Bắc quá nên làm vậy thôi. Dâng hiến hết cả cuộc đời, vì dân vì nước không thời nghỉ ngơi. Giờ này bác hãy nghỉ ngơi bên hồ Chủ tịch ở nơi Tiên Bồng. Đây là những dòng thơ của một bạn trẻ ở thị xã Mỹ Hào mới được đăng tải trên fanpage Bít Hưng Yên khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Bài thơ đã nhận được hàng nghìn lượt thích, gần 100 bình luận và nhiều lượt chia sẻ chỉ sau ít giờ đăng. Khi mà nghe tin bác từ trần thì tôi cũng như hàng triệu người dân của trên đất nước Việt Nam đều chung một cái niềm tiếc thương vô hạn. Và mỗi một người thì có những cái cách thể hiện riêng. Và với một người trẻ như tôi thì tôi cũng muốn là hứa không chỉ bác mà với các bậc tiền nhân là sẽ đem cái tuổi trẻ, đem cái trí tuệ và nhiệt huyết của mình góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Và đấy là lý do ra đời của bài thơ Lời hứa của hậu nhân. Chỉ tính riêng trên fanpage này, trong 2 ngày cũng đã có gần 20 dòng trạng thái bài viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đăng tải. Mỗi bài viết lại nhận được rất nhiều lượt tương tác với những bình luận thể hiện tình cảm cá nhân với Tổng Bí thư. Đây cũng là điều mà các hội nhóm trên mạng xã hội làm trong những ngày vừa qua, lan tỏa những hình ảnh, những câu chuyện đẹp, công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhận được tin bắt mất, thực sự mình cảm thấy nó hụt hẫng như thể chính người thân trong gia đình của mình vừa ra đi vậy. Và ngay lập tức là mình đã chuyển avatar hình đại diện sang hình trắng đen để tưởng nhớ tới bác. Đặc biệt là sau khi xem những hình ảnh của bác trên những trang mạng, trang báo và trên những phương tiện truyền thông thì mình càng thấy được một cách sâu sắc hình ảnh của một vị Tổng Bí thư nhưng vô cùng giản dị, trong sáng, tiết kiệm và gần gũi như chính những người dân đời thường. Và đó chính là một cái điều mà sẽ truyền cảm hứng cho mình trong cuộc sống. Khi cảm xúc cá nhân hòa vào dòng cảm xúc chung của cộng đồng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì trái tim dễ chạm đến trái tim. Rất nhiều người trẻ cùng chung cảm xúc như vậy trong những ngày qua. Mình xem rất nhiều các cái câu chuyện mà báo chính thống của mình, những cái bức ảnh ấy, mình xem thì hình ảnh của bác vẫn như thế, con người vẫn trong sáng, vẫn giản dị như thế. Thông qua những trang mạng xã hội, những tài khoản cá nhân như vậy, rất nhiều những hình ảnh đẹp, những câu nói ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được lan tỏa trong cộng đồng. Với nhiều người trẻ, chính những điều đó lại góp phần truyền cảm hứng, thêm động lực để sống, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp chung. Thưa quý vị và các bạn, với tình cảm trân trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngay sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, nhiều gia đình ở khu phố Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, nơi năm 2013, Tổng Bí thư đã về thăm, đã lập di ảnh để thờ Tổng Bí thư cùng tạ tiền. Chị Phượng cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, gia đình chị và nhiều người dân thôn Trai Trang rất buồn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo đáng kính trong lòng người dân, đặc biệt chị và người dân trong thôn đã vinh dự được gặp Tổng Bí thư năm 2013 trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân của thôn. Tổng Bí thư là lãnh đạo cao cấp nhưng rất giản dị, gần gũi và ân cần hỏi thăm người dân trong thôn. Những lời chỉ bảo, tác phong làm việc của Tổng Bí thư sẽ là động lực, là tấm gương để chị và gia đình học tập, noi theo. Năm 2013, bác Trọng có về thăm thôn Trai Trang nhà chúng tôi. Thoạt đầu chúng tôi cứ tưởng là bác là vị lãnh tụ của cả nước, bác là tổng bí thư, thì bác
phải có khoảng cách với dân. Nhưng khi bác về đến thôn Chê Trang nhà chúng tôi thì chúng tôi mới biết được rất gần gũi, rất thân thiện, và bác còn hỏi thăm từng người. Nên khi mà được tin bác mất, người dân Chê Trang chúng tôi rất bỡ ngỡ, bàng hoàng. Sáng nay, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã về trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Văn Cơ, sinh hoạt chi bộ thôn Ba Đông, Đảng bộ xã Phan Xào Nam, và tặng quà cho hai gia đình chính sách là mẹ liệt sĩ chống Mỹ Nguyễn Thị Chỉnh, thôn An Cầu, xã Tống Chân, và thương binh Nguyễn Hưng Thành, thôn Phủ Oanh, xã Minh Tiến, huyện Phù Cử. Phát biểu tại lễ trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Văn Cơ, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Quỳnh nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến của đảng viên lão thành trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng đảng viên và gia đình mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí cũng mong muốn đảng viên luôn sống vui, sống khỏe cùng gia đình con cháu và tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm quý báu của mình đối với sự phát triển của quê hương. Đối với các gia đình chính sách, đồng chí bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những đóng góp hy sinh to lớn của các gia đình vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng chí chúc các gia đình chính sách mẹ liệt sĩ có sức khỏe tốt, sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng về đạo đức, lý tưởng, lòng yêu nước để các thế hệ con cháu noi theo. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2024. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2024. Phát biểu chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Hồng Vận, báo cáo viên Trung ương, thông tin một số kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 và đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương, đơn vị và các đồng chí báo cáo viên tập trung kịp thời thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về quá trình cống hiến, đóng góp to lớn, đặc biệt xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lan tỏa nội dung, phân tích giá trị của các cuốn sách, công trình nghiên cứu, bài viết, bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tình cảm và những lần Tổng Bí thư về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên. Thông tin tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình thời sự quốc tế trong nước, trong tỉnh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025, các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của địa phương, đơn vị. Xác định công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng là trách nhiệm, nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Thời gian qua, ngoài những chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, tỉnh Hưng Yên đã huy động nhiều tấm lòng hảo tâm, triển khai nhiều hoạt động cụ thể thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Cựu chiến binh Nguyễn Phúc Hưng, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ không chỉ thành công trên thương trường, cựu chiến binh Nguyễn Phúc Hưng còn có tấm lòng nhân ái. Hàng năm, cựu chiến binh đều trích lương, lợi nhuận của công ty, vận động người lao động cùng tham gia làm công tác từ thiện. Để tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đi trước, cựu chiến binh vừa nhận bảo trợ 5 năm cho hai người con của gia đình chính sách ở xã Trung Dũng với số tiền 500.000 đồng một tháng. Chúng tôi rất cảm động vì các nhà tài trợ đã nghĩ đến cái hoàn cảnh của chúng tôi, là đã lên tài trợ cho các cháu và giúp đỡ gia đình này, là tôi rất hân hạnh. Tinh thần đồng chí đồng đội của chúng tôi là trỗi dậy và chúng tôi muốn giúp họ. Tất nhiên là những cái món quà của tôi nó không lớn về vật chất nhưng nó đầy ắp những tình yêu thương giữa người lính với người lính. Xuất phát từ tấm lòng tương thân tương ái, vừa qua, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật, huyện Khoái Châu huy động trên 110 triệu đồng để sửa chữa nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ Nguyễn Đăng Báy là bà Nguyễn Thị Vượng, 98 tuổi ở thị trấn Khoái Châu. Ngoài nhà trường, cũng trong dịp này, các ban ngành đoàn thể huyện
còn tặng rất nhiều những phần quà có giá trị cho gia đình thân nhân liệt sĩ. Gian nhà chúng tôi bây giờ cũng được khang trang, sạch sẽ và sạch đẹp. Cũng thấy như vậy có cái động lực để như vậy tôi phát triển kinh tế và cũng chăm sóc được mẹ tôi được tốt hơn. Tôi cũng hay thường xuyên có cái chương trình tặng quà đền ơn đáp nghĩa. Và đặc biệt năm nay thì tôi cũng chung tay chung sức có một chút tấm lòng cùng với trường Trung học Nguyễn Thị Thuật có một chút quà nhỏ nhỏ để hiện cái tấm lòng đền ơn đáp nghĩa. Mỗi năm khi tháng 7 về, cả nước lại hướng về các anh hùng liệt sĩ, các thương binh bệnh binh, các gia đình chính sách để tri ân, tưởng nhớ tới những con người không tiếc máu xương đã ngã xuống hy sinh cả tuổi thanh xuân vì sự bình yên của đất nước. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Hưng Yên cùng tập đoàn xăng dầu Việt Nam đã trao quà và tiền 35 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có công của tỉnh, ủng hộ Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên 327 triệu đồng. Việc tri ân đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công là một trách nhiệm xã hội, cụ thể là đối với mỗi cán bộ công nhân viên của công ty xăng dầu Hưng Yên phải có trách nhiệm. Và chúng tôi sẽ phải thường xuyên giáo dục cho các thế hệ người lao động phải biết được cái truyền thống quý báu này. Với trách nhiệm lớn lao và tình nghĩa sâu nặng, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân sẽ nguyện tiếp tục chăm lo chu đáo để xoa dịu nỗi đau, đảm bảo không để người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có mưa vừa kéo dài trong nhiều giờ. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống ngập úng sau cơn bão. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đến kiểm tra công tác trực gác bơm tiêu úng tại trạm bơm Triều Dương, kiểm tra việc tiêu thoát nước bảo vệ diện tích lúa mới gieo cấy bị ngập úng cục bộ tại xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, thăm vùng trồng nhãn tại xã Hùng Nam, thành phố Hưng Yên và đi kiểm tra việc tiêu thoát nước tại khu công nghiệp số 5 thuộc địa bàn xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi. Tại các địa phương, công tác phòng chống bão số 2 được thực hiện nghiêm túc, phân công lực lượng ứng trực, chế độ báo cáo theo quy định. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã chỉ đạo các xí nghiệp chủ động tháo gạn nước trên các sông nội đồng, phân công lực lượng trực 24/24 giờ tại các trạm bơm, đồng thời lắp đặt một số máy bơm dã chiến để bơm tiêu cho các vùng gặp khó khăn trong tiêu úng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng. Các đơn vị thủy lợi cần theo dõi sát diễn biến của mưa bão, phân công lực lượng trực gác tại các trạm bơm để vận hành bơm tiêu úng kịp thời, đặc biệt là các vùng trồng nhãn sắp đến kỳ thu hoạch. Trước dự báo ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 có mưa to kéo dài gây ngập úng trên địa bàn tỉnh, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và các địa phương tăng cường khuyến cáo nông dân chủ động thu hoạch rau màu, cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch, khơi rãnh thoát nước cho diện tích cây ăn quả, thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa, rau màu, cây ăn quả sau mưa bão. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có mưa kéo dài trong nhiều giờ. Để bảo vệ cây trồng, đặc biệt là các diện tích nhãn bắt đầu vào thời kỳ thu hoạch, các nhà vườn, hợp tác xã nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã chủ động các biện pháp tiêu thoát nước, giảm thiểu tác động của mưa bão đến năng suất và chất lượng nhãn quả. Ngay từ đầu mùa mưa bão, các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố đã tiến hành nạo vét bùn đất ở các kênh mương tiêu, các trục dẫn, bảo đảm thông thoáng dòng chảy cho tiêu úng. Từ đêm ngày 22 tháng 7, thành phố vận hành một số trạm bơm tiêu úng như trạm bơm Tân Hưng, trạm bơm An Vũ, trạm bơm Cột Nước Cửa Gàn, trạm bơm Cống Sào 6 Hồng Nam. Nhờ hệ thống tiêu thoát nước tốt, lượng mưa ở mức vừa phải nên đến thời điểm này, cơ bản hàng nghìn hecta nhãn ở các xã Hồng Nam, Quảng Châu, Phương Chiểu, Tân Hưng của thành phố Hưng Yên vẫn an toàn, không xảy ra úng ngập. Tuy vậy, trong sáng nay 23 tháng 7, nhiều hộ gia đình đã ra vườn nhãn kiểm tra, khơi sâu rãnh thoát nước đề phòng trời tiếp tục đổ mưa trong những ngày tới. Các cái năm trước ấy thì như thế này là úng hết rồi. Thế nhưng mà đến bây giờ thì được các cái trạm bơm như ở Tân Hưng là bơm suốt nên là nước nó chảy rất là tốt. Thế nên là cũng chưa đến mức ảnh hưởng. Gia đình nhà nào mà gần đầm trì hồ ao thì là tự họ sẽ tháo ngay từ đầu. Các diện tích nhãn chín cũng được bà con tranh thủ thu hoạch luôn, tránh hiện tượng rụng nứt quả, ảnh hưởng năng suất và chất lượng nhãn. Với diện tích nhãn chuẩn bị thu hoạch, bà con tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình mưa bão để có biện pháp chẳng chống cắt tỉa lá cành, tránh gãy rụng quả khi mưa gió to, thực hiện vệ sinh vườn nhãn để tạo độ thông thoáng nhằm hạn chế nấm bệnh phát triển gây hại. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.